người ta thường đầu hàng và bất lực trước cái chết. Nhưng Chúa đã chiến thắng sự chết và biến nó thành công cuộc cứu độ của nhân loại. Sau bữa tiệc ly cùng với các môn đệ, Chúa Giêsu lên núi cây dầu để cầu nguyện như thường lệ. Các môn đệ cùng đi theo người. Đến nơi, người bảo các ông: các con hãy cầu nguyện để khỏi xa trước cám dỗ. Rồi người đi xa các ông hơn một quãng và quỳ gối cầu nguyện rằng: lạy cha, nếu cha muốn, xin cha cất chén này xa con, nhưng xin được theo ý con muốn, hoặc theo ý cha. Bấy giờ thiên thần từ trời hiện ra an ủi người. Lâm cơn hấp hối, người cầu nguyện thiết tha hơn, và mồ hôi người chảy ra như những giọt máu rơi xuống đất. Cầu nguyện xong, người đứng dậy trở lại chỗ các môn đệ, thấy các ông còn đang ngủ vì buồn sầu. Người liền bảo: các con còn ngủ ư? Hãy dậy cầu nguyện kẻo khỏi xa trước cám dỗ. Người còn đang nói, bỗng đâu một lũ đông quân dữ ập đến, Giuđa dẫn đầu. Hắn dùng nụ hôn phản bội để chỉ điểm người. Bọn chúng đánh, đập và kết án người. Chúng mặc cho người áo choàng đỏ, đội mão gai. Tung hô và nhạo báng người: đây là vua dân nhà Thái. Rồi vả vào mặt người. Chúng bắt người vác thánh giá, vác đi, và điều đi nộp cho tổng trấn Pilato. Bấy giờ Giuđa kẻ nộp người thấy người bị kết án thì hối hận. Hắn đem 30 đồng bạc trả lại cho các thượng tế mà bảo rằng: tôi đã phạm tội đổ máu người công chính. Nhưng họ trả lời: cản chỉ đến chúng tôi mà kẻ ăn muộn rồi, mọi việc đã được sắp đặt. Giuđa xấu hổ và hối hận. Hắn ném 30 đồng bạc vào đền thờ và ra đi tìm đường tự vẫn. Về phần Chúa Giêsu, lúc bấy giờ người không phản kháng, nhưng ngược lại người đã nhẫn nhục đón nhận mọi sự sắp đặt của Chúa Cha. Chúa Giêsu mang thân phận của một phạm nhân và bắt đầu công cuộc cứu độ. Lôi nó lên! Trời hoang sơ sơ, cạn về chiều buồn, liền dần bóng đêm dài.
một mình con gánh vác tâm can nặng buồn vì đời đã vong ân lễ thân miệt mài mở đường ơn cứu độ cho nhân loại được hưởng nguồn sống vô bờ. Lúc này mẹ đơn thuần chỉ muốn bảo vệ thân xác con mình ra khỏi đòn gai và nhục hình. Tránh ra! Nhưng không được, vì hơn thế, Chúa Cha đã ban phòng, nên mọi việc vẫn cứ theo sự sắp đặt của Chúa Cha mà tiếp diễn. Mời cộng đoàn ngồi.
đó là ngày chuẩn bị lễ vượt qua, để tội nhân khỏi bị treo trên thập giá trong ngày Sa-bát. Người Do Thái cho đánh dập ống chân của tội nhân và cho cất xác. Quân lính đến đánh dập ống chân của người thứ nhất và người thứ hai cùng chịu treo trên thập giá với Chúa Giê-xu. Nhưng lúc đến gần Chúa Giê-xu, họ thấy người đã chết, nên họ không đánh dập ống chân người nữa. Tuy nhiên, một tên lấy giáo đâm vào cạnh sườn người. Tức thì máu cùng nước chảy ra, máu và nước tôn trào từ cạnh sườn người. Đó chính là thần khí mà Chúa Giê-xu đã trao ban cho chúng ta trước khi người chút hơi thở. Chúa Giê-xu chịu chết trên thập tự giá là đền thờ mới của Thiên Chúa, như lời tiên tri Ê-lê-ki-ê đã tiên đoán. Từ cạnh sườn người tôn trào nước hằng sống. Tôi đã thấy nước từ bên phải đền thờ chảy ra. Tán xác Chúa. Trước khi trời tối, ông Giuse là môn đệ Chúa thầm kín đến xin quan Phi-la-tô cho phép cất xác Chúa Giê-xu. Quan Phi-la-tô cho phép. Ông Giuse đem một khăn dài. Ông Nicodemo là người đã gặp Chúa Giê-xu tối hôm trước cũng đem đến. Ông đem theo chừng 100 cân mộc dược trộn lẫn với trầm hương. Cả hai ông cùng đến bên thập giá, quỳ lạy Chúa Giê-xu. Rồi hai ông bắt thang lên, tháo đanh hai tay Chúa Giê-xu. Đoạn tháo đanh hai chân, cùng lấy cánh tay mình mà đỡ người và đem xác thầy mình xuống. Xác Chúa được tháo xuống đặt vào tay mẹ. Người cùng chịu đau thương với Chúa dưới chân cây thập giá. Mẹ nhìn thân xác bê bết máu của con mẹ. Mẹ chết lặng trong đau đớn, nhưng với lòng cương nghị, mẹ nén đau thương, cầm lòng, trao khăn cho Gioan treo lên thánh giá. Rồi trao xác con mình cho ông Nicodemo và ông Giuse. Hiểu ý bà, hai ông tắm rửa xác thầy mình, sức thuốc thơm. Đoạn lấy khăn mà bọc lại, theo tục khâm liệm của người Do Thái. Trong khu vườn gần nơi Chúa chịu đóng đinh, có một ngôi mộ chưa chôn cất ai. Họ đã mai táng Chúa trong mộ ấy.
quay lại và suy niệm về thần khí mà Chúa Giêsu đã trao ban cho chúng ta khi Ngài trút hơi thở cuối cùng. Thần khí Chúa đã bắt đầu mọi sự sáng tạo mới, khơi nguồn mọi bí tích, thôi thúc và hướng dẫn các tông đồ bôn ba đi khắp nơi để rao giảng lời Chúa, loan báo tin mừng ơn cứu độ và hợp cùng lời Chúa tạo nên hội thánh. Cũng chính thần khí Chúa đã giúp cho Phêrô hiểu rằng thay vì đi tìm cái chết như Giuđa để chuộc tội, thì Phêrô đã cống hiến trọn đời mình cho việc phục sự lời Chúa. Ông đã nên thánh và xứng đáng với viên đá gốc tường và chìa khóa nước trời mà Chúa Giêsu đã trao ban. Hiểu được giá trị đền thờ của Thiên Chúa, các tông đồ là những người đầu tiên ghi dấu thánh giá và truyền dạy cho chúng ta việc làm dấu và đeo thánh giá. Được bắt đầu từ đó, và đó cũng chính là hình thức tuyên xưng đức tin của người Công giáo chúng ta. Khi còn sống, chúng ta tuyên xưng đức tin bằng cách làm dấu thánh giá. Việc cắm thánh giá trên mộ bia của người Công giáo là hình thức tuyên xưng đức tin vĩnh hằng. Ôi giáo thanh nhiệm mầu,